có thích ăn ăn bún ăn 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 bún cho bún tôm bún đậu mắm tôm anh không? Anh chỉ ăn cái gì mà chả anh sẽ ăn chả không anh ăn không ăn gì chả chấm nước mắm. Mày bữa ăn tết nè vì trước bố được ăn mua cho Tân Thái với con với ăn ăn mà mua được có mua mà nhưng mà canh bún xương lại nấu mỗi lần đi sang là người khác ăn cơm nào bọn con tiêu hết bao nhiêu tiền bố được ăn cho mấy trăm nghìn bố Tân Thái cho mấy trăm bố ăn trẻ con nào hư gì tôi Tân Thái mình ăn thịt đi ăn thịt đi á tiêu hết 28.000 lúc đó con định mua mẹ cái bánh 30.000 thôi nhưng mà tự nhiên Thanh Thái mua luôn 20.000 con lúc đầu con chỉ mua định mua cái 10.000 thôi xong rồi Thanh Thái cũng gọi luôn 20.000 cái bánh bao đặc cực có tận 2 quả trứng ở chỗ quê mình cũng 10.000 hai quả phun đội wow 20.000 thế là Thanh Thái mang về cho bố bao nhiêu còn bao nhiêu tiêu hết của bố bao nhiêu 100 còn 120 bố có bảo là còn thừa mang về cho bố còn 20 tỷ bố anh Thái còn 120 bố anh có bảo là còn thừa mang về không còn có 120 cầm 120 tỷ vãi cầm 120 tỷ xa nhà mình Giang cơm không mất tiền ăn cơm Giang buổi sáng à sang